anh mang sát sau rồi. Đấy, bá công nhiều em ơi, đánh đôi công nhiều và thủ ít thôi. Kệ đi, kệ đi. Tỷ số 9-5 đổi bóng. Sao biết? Sao biết vậy? Thầy này nghe sút rét quàng căn cổ rồi hưng cười. 95 96 em ơi. Bà ơi. Trời, thôi. Không sao đâu. Đúng quy trình nó phải 96 rồi đấy. Thầy chỉ đánh được nhé. Không nên mà. Ôi, khó mấy phải không? Cứ phải ăn, ăn chi vương, ở đấy là ở nhà là bảo đấy. Cày lắm. Ăn chi vương. Đúng vào. Ăn chi vương. Cứ chơi luôn đi, đánh luôn. Có mấy đánh. Xong rồi, 11-8. Hay quá nhỉ. Hay quá. Ma mồi. Chủ công đi bà ơi. Em đánh tốt mà, chủ công đi. Thỉnh thoảng giật vòng đi bá ơi, em vẫn tham quả phản thấp, em giật vòng một tí tốt mà. Đừng đánh tham bạt quá, cao hẳn nó bạt. Dễ lại ngược, ngược dòng lắm. Ôi, ông An ký thua à? An ký thua cái gì à? Hàng nữa được định sắc năm cả. Ở đây thua đấy cho ký không ạ? À? Ký chân công thật, thăng ký ra đều vậy. Nếu mà ông thắng với một xét có cho ký cái xét đấy. À, tôi với ông Tuấn là ký nhỉ. Đúng bài đấy bà ơi. Hà Hà bá, anh Hà anh bá. Nam đi đó. Nam đánh sao được cái. Không, không giúp nó đi đâu. Có. Có mình đấy. Đánh đánh. Đánh đánh. Rồi. Cứ chắc chiều rồi em ơi. Đánh cua anh. Hôm nay có mình đấy. Nó gặp anh nó lại sao nó, hay là cái quả thật moi của anh vậy. Khéo thế. Hay quá nhỉ. Đấy. Cứ cao hẳn rồi bạt. Cứ đúng lừa vậy. Này. Tí nữa nhờ chú gặp cái thằng áo đỏ kìa. Chú hỏi nó xem hôm rồi có phải mày đánh liên hoàn không. Đấy thằng đấy. Nó khóc à? Nó khóc à? Đánh cho nó này. Nó kéo ra nó hỏi anh nào thua trong. Đấy. Bây giờ chung chuyên môn rồi, chung chuyên môn chỉ đạo đôi Hà Bá. Ông Đoàn đánh, ông Đoàn đánh kìa. Đoàn đánh kìa. Hay thế. Mòi hay thật. Giữ điểm đi. Vậy đã. Rồi. Đánh người. Chịu khó đau tí. Chịu khó đau tí vậy. Nhẫn nhục. Thủ quá mình ơi.
An toàn thôi. Đi ăn chuối không? Em mang hai quả. Đẩy thế. Mỏi xoáy thật. Tí to còn đấy. Hôm qua vợ vợ nó mua về này và mai đi đánh bóng của người cạnh cổng đi nhưng không ai ăn mà đi năm nào. Đẩy thế nhỉ, mỏi rất xoáy luôn. Huy được bộ đội cứ đi khoảng tháng hai tháng về. Không vào bóng này con anh ngủ liền nha, lái xe về nhưng mà khổ lắm, thu được mỗi đầu khoảng một hai ngày để ngoài cổng những kẹo đấy. Ui giời, mỏi ngày thế nhỉ. Tha báo con để thua ăn thằng nào. An toàn rồi, xong rồi đấy. Xong rồi mới đi. Đang vào dây đỏ đấy. Cứ an toàn. Cải khó chịu quá. Ui giời, ngọt thế nhỉ. Đôi chơi đôi kia lên 9 nhỉ. Đội bóng 60. Bắt! Hay thế nhỉ? Số mình nhặt bóng nhàn lắm. Ở nhà nhàn, cứ đây nhặt bóng rơi ngay vào. Bóng úp vào mặt thì ở nhà có bóng úp vào mặt thì nó không phải nhặt. Đúng không? Ngọt thế nhỉ? Hay quá nhỉ? Báo này biết giật vòng sợ gì? Báo này biết giật vòng à? Không cho đánh luôn nhá. Đúng rồi. Ui sợ mẹ tí ăn. Mới vào nó ăn đấy. Bá sẵn sàng bạt nhá. Hay quá nhỉ. Ôi giời ơi, thế này. Vỗ tay cửa. Ôi giời. Nhà bà đi. Ăn đấy, mình cứ đến ăn 3 giờ sau nhỉ. Minh ơi. Ê. Thử huấn luyện viên dạy. Anh Hoàng An gặp và Trần Đoàn. Đang được nhận án 2-0 kìa. Cứ như vậy nhá, bảo anh kia thiệt moi nhờ và anh moi rất tốt từ chú bạn. Đặc biệt phát, phát được phát dài nhá. Chít này. Quá căng thẳng các bạn ạ. Thắng 2 đều. Đúng rồi. Đánh kệ đi, kệ đi. Vậy đã. Hay úi giời. Úi giời trường của bạn rồi. Khóa tay, cầm tay mình. Sao đâu? An toàn. Đúng rồi. Đừng để đánh. Đúng rồi bà ơi. Sở trường nữa. Bình tĩnh đây. À, Ninh Bình. Thôi. Trên đó số 4, trận chung kết, nội dung là giữa một chung công và số 39, một đội vũ Việt Sô sẽ diễn ra trên đoàn số 4. Đi đâu? Đánh đi. Hay rồi, quá hay rồi. Anh đánh chậm tí anh à, đánh chậm tí khỏi trượt bóng.
anh đưa tay, anh còn cái áo đưa tay về trước đi, nó khỏi trượt bóng đấy, nó bóng lỏng đấy. Anh moi lên bá bạt không? Hay quá nhỉ. Đi đâu? Vấn đề nó đơn giản. Hay thế nhỉ. Bật luôn. Rất tinh tế rồi, tinh tế đấy. Sao không sao? Đây. Qua đây. Trời. Đúng vậy thôi. Chưa ăn đâu cho nên cứ phải mà nữa. Xong rồi đấy, phải xong rồi đấy. Đúng rồi. Hay. Tập trung nha. Được lắm. Hay thế nhỉ. Mỏi rất tốt đi em. Cũng bị mất ba quả đầu mỏi. Hơi tiếc. Không thì quy trình nào là bung bê với thể cua. Anh ở đây là bóng nhà đây à? Bóng đẻ. Thắng rồi, ba trận thắng thì thôi. Ăn rõ. Đôi rồi. Ăn cáo vậy, chơi ăn cáo vậy. Chịu rồi.